太危险。八百岁。các con nhìn này, bà mới mua xe mới đấy. Wow, thật tuyệt vời. Bà ơi, bạn con có thể đi xe mới bây giờ không? Được chứ. Tất cả tập hợp. Xe chật quá rồi. Không chật đâu. Hôm nay chúng ta ở nhà nhé. Đi mà ba. Vậy chúng ta chỉ đi một vòng thôi nhá. Vâng ạ. Ngồi yên nào, đi thôi. Wow, thật sạch sẽ. Sao nó lại bẩn rồi? Này, anh phải lái xe cẩn thận vào chứ. Hình như chiếc xe đó gặp vấn đề rồi. Dobby, chúng ta mau đuổi theo để điều tra xem. Babylon, hãy chuẩn bị tiếp ứng. Đã rõ. Đẩy ba mở cửa sổ ra. Sao trong xe lại có nhiều người như vậy? Thật nguy hiểm. Chúng ta phải dừng chiếc xe đó lại. Sao mình lại ra đường lớn rồi thế này? Ôi không, cẩn thận đấy. Không thể điều khiển xe được nữa. Cẩn thận. Babylon, xe của bác ngỗng bị mất lái. Chúng tôi cần hỗ trợ gấp. Đã rõ. Đã đến lúc Babylon thể hiện rồi. Đi nào. Tránh đường, tránh đường. Xin nữa, thật là nguy hiểm quá. Chúng ta sắp sửa xuống dốc, ba phải dừng xe ngay. Phanh không hoạt động. Sao lại có khói thoát ra? Bác ngỗng, hãy dừng xe lại. Phanh không hoạt động. Chúng ta phải dừng xe lại ngay. Đã rõ, móng vuốt này, đi nào. Là vách núi. Mọi người an toàn rồi. Thật đáng sợ quá đi. Cả
cảm ơn các anh rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Bác ngốc, bác đã vi phạm luật an toàn giao thông. Bác sẽ phải về đồn với chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở quá số người quy định nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm nếu chúng ta di chuyển trên một chiếc xe với số người nhiều hơn số ghế có sẵn. Khi di chuyển trên xe ô tô, trẻ em phải được ngồi an toàn ở phía sau và thắt dây an toàn đầy đủ. Khi xe chạy, các bạn phải ngồi yên trên xe, luôn giữ đầu và tay chân ở trong xe. Hãy ghi nhớ những điều này nhé! Thang cuốn cắn dây. Các con cẩn thận đấy. Anh xem kìa. Các con đâu rồi? Thơm quá. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không cô Sóc? Cô đang vội chuyện gì sao? Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi vừa bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm chúng. Chúng tôi sẽ giúp ngay. Làm phiền anh có thấy hai đứa trẻ chạy qua đây không? Chúng cao khoảng tầm này. Hình như tôi thấy đi vào trong thủy cung. Cảm ơn anh. Dobby. Chúng ta chia nhau ra ở đây. Sóc nhỏ ơi, sóc lớn ơi. Sóc nhỏ ơi. Các con ơi. Tìm thấy rồi. Nhầm người rồi. Ôi, tranh vẽ của tôi. Ôi, thật may quá, chúng không sao. Hả? Bức tranh này cậu thấy sao? Tuyệt tác đúng không? Đây là hai con quái vật đang đánh nhau ở thác nước à? Không. Hả? Ủa? Đây là hai bạn sóc nhỏ đang chơi ở thang cuốn. Đúng rồi, anh thật có con mắt tinh tường. Chắc chúng vẫn còn ở đó. Đi nào. Chúng kia rồi. Các bạn nhỏ, chơi ở thang cuốn rất nguy hiểm. Các cháu có thể bị thương nữa. Bọn cháu xin lỗi ạ. Bọn cháu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn chỉ được đi thang cuốn cùng với ba mẹ và không bao giờ được chơi đùa khi đang đứng trên thang cuốn. Nếu gặp phải chuyện nguy hiểm, hãy ấn nút khẩn cấp có trên thang cuốn. Như vậy, thang cuốn sẽ dừng lại ngay lập tức. Các bạn hãy nhớ nhé. Siêu nhân áo choàng, giữ cho khu rừng được an toàn, nhân danh công lý. Ta là siêu nhân áo choàng. Wow, anh thật tuyệt vời. Các cư dân chú ý, có một tên trộm trong khu vực này. Hắn đào đường hầm dưới đất và liên tục ăn trộm đồ. Nếu các bạn tìm thấy bất kỳ manh mối nào khả nghi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Đáng sợ quá. Đừng sợ, anh sẽ làm cho tên tội phạm đó phải bỏ chạy bằng chiếc áo choàng của mình. Yeah. Hả? Không có ai ở đây. Thời của mình tới rồi. Ủa? Là tên tội phạm trên TV. Hãy xem chiếc áo choàng của ta đây. Cứu tôi. Em thấy chưa? Đến tên tội phạm đó còn phải sợ anh nhá. Đứng lại ngay. Đợi đã, dừng lại. Hả? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, tên trộm đào hầm đang ở nhà cháu. Cái gì? Bọn chú đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, anh trai cháu đang đuổi theo tên trộm. Gì cơ? Cậu bé có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm cậu bé ngay. Nhanh lên. Đứng lại đó. Ta bắt được ngươi rồi. Xin hãy thả tôi ra. Làm ơn mà, tôi sẽ cống nộp cho cậu toàn bộ kho báu của mình. Đây, lấy hết đi. Siêu nhân áo choàng đã đánh bại được một tên trộm đào hầm rồi. Ôi giời, chỉ là đứa nhóc thôi à. Ta đây là siêu nhân áo choàng. Hãy xem chiêu áo choàng của ta đây. Áo choàng tấn công. Mày dám lừa anh à? Cảnh sát trưởng Labrador. Không sao, cháu an toàn rồi. Hả? Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại. Này, đứng lại đó. Là đứa cút. Người hết được chạy rồi. Ô không. Hả? Ta đào, ta đào. Người sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. Đau quá. Đứng lại. Đào, 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 ta đào. Ta đào, ta đào. Ôi không, hắn chạy thoát rồi. Hả? Hãy xem đây. Ê,
Trời ạ, tên này thật sự quá gian xảo. Tôi có ý này. Bom thối của Dobby. Người nghĩ người bắt được ta? Còn lâu nhá. Có mùi gì nhỉ? Hồi quá đi. Không thể chạy thoát khỏi ta được đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu em gặp phải kẻ xấu, đừng hoảng loạn và cũng đừng cố tỏ ra anh hùng. Không bao giờ được thử đánh bại chúng. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng tránh xa bọn chúng. Sau đó, hãy nhờ sự trợ giúp của ba mẹ hoặc các cô chú cảnh sát gần nhất. Hãy luôn nhớ điều này nhé. Cá mập lớn đang đến. Của anh đây. Xin chào, tôi là Papillon, là cảnh sát mới ở đây. Chào bạn, cảnh sát Papillon. Tôi sở hữu rất nhiều công cụ hữu ích. Chúng sẽ giúp chúng ta trong quá trình điều tra. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có một con cá mập khổng lồ đang tấn công mọi người. Cá mập á? Alo, alo, chúng ta phải tới đó ngay. Được. Gió lớn quá. Lên đây nào. Giữ chắc nhé. Hãy xem tôi đây. Xoay tròn nào. Tiến lên bầu trời cao. Dobby, đi nào. Cẩn thận đấy. Hãy sang đây. Đi trước đi, tôi sẽ lo con cá mập này. Cảm ơn cậu, Dobby. Mọi người, mau lên bờ ngay. Trượt rồi nha. Không cắn được ta đâu. Dobby, mau lên đây. Được rồi. Hết giờ chơi rồi, tạm biệt. Ôi, thật là sợ quá đi. Cảm ơn, các bạn thật là tuyệt vời. Cảnh sát trưởng Labrado, anh của cháu đang chơi lướt ván ngoài kia, anh ấy chưa về. Gì cơ? Các chú sẽ tìm cậu ấy ngay. Cậu bé ở đằng kia. Đã rõ. Kêu cháu. Kêu cháu. Nhanh lên, cậu bé gặp nguy hiểm. Đi nào. Em đang có gì này? Cá mập này khỏe quá, bạn cứ mau chạy đi. Papillon, chúng tôi cần trợ giúp. Hả? Đã rõ. Sẽ
xem tôi có gì đây. Đây là tàu cứu nạn thông minh, hoàn toàn tự động nhé. Hả? Wow! Chúng ta lên đó nào. Dobby, nhanh lên. Ôi không ạ. Nhanh nào. Mọi người giữ chặt vào. Xin lỗi, có vẻ như động cơ vẫn còn có vấn đề. Nhưng đừng lo, luôn có phương án dự phòng mà. Xem này. Bàn đạp á? Dobby, mau đạp đi. Cảm ơn đáng sợ quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cá mập là loài động vật nguy hiểm ở dưới biển. Chúng ta không nên chơi ở dưới nước khi có dấu hiệu cá mập xuất hiện. Nếu các bạn nhìn thấy cá mập, nhanh chóng rời khỏi nước và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Ngoài ra, các bạn không nên xuống nước khi bị thương. Mùi máu có thể thu hút cá mập đến chỗ các bạn. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Không được chơi với sâu bướm. Hả? Ồ, là một con sâu bướm. Trông thú vị ghê. Hả? Sao mọi người lại sợ sâu nhỉ? Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong hồ có rất nhiều sâu bướm, cháu sợ sâu lắm. Con sâu, con sâu kìa, ở đằng kia. Đi nào. Đằng kia kìa. Này. Rồi nhỏ, cháu có làm sao không? Hả? Cháu ngứa quá. Cháu cảm thấy có con gì đấy ở trong mai của cháu. Lại là sâu bướm nữa sao? Cổ của cháu. Tôi đã chữa xong rồi, anh sẽ cảm thấy đỡ hơn ngay thôi. Sâu bướm chỉ có thể sống ở trên cây. Chúng không thể tự chạy xuống khỏi cây và bò lung tung như thế này, trừ khi có ai đó đã bắt chúng xuống. Cháu nhớ ra rồi. Sáng nay lúc cháu đang tập thái cực quyền, cháu thấy sói nhỏ đang bắt sâu ở trong bụi cây ạ.
Sói con chắc hẳn đã bắt sâu để dọa mọi người. Chúng ta phải ngăn lại ngay. Trêu mọi người bằng sâu thật là vui. Chúng ta tiến lên nào, quân đoàn sâu của ta. Sao tự nhiên lại ngứa đấy nhở? Ơi, nó càng ngày càng nặng hơn. Ôi không, mình bị ngứa khắp người rồi. Sâu, sâu, sâu tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra, cứu cháu với. Hả? Là sói con. Hả? Cứu với. Đi nào. Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Ở đây có nhiều sâu quá. Sâu bướm ở khắp mọi nơi. Cẩn thận đấy. Chúng ta đi nào. Được thôi. Cứu, cứu cháu với. Hãy mau ra khỏi đây. Này, này, này. Tôi có ý này. Siêu lốc xoáy. Ôi, cậu bé đáng thương. Cháu sẽ không bao giờ chạm vào sâu nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có một số loài sâu và bọ có chất độc. Nếu chúng cắn bạn, vết cắn có thể trở nên sưng đỏ, bị ngứa và thậm chí có thể tệ hơn. Hãy nhớ, không được chạm hoặc chơi với các loài sâu và bọ. Và nếu chẳng may có một con bọ chạm vào bạn, đừng cầm nó bằng tay không. Hãy nhẹ nhàng bỏ nó ra khỏi người bằng dụng cụ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Chúng ta phải làm gì nếu gặp kẻ xấu? Hẹn gặp lại cậu sau nhé. Hẹn gặp lại nha. Này bạn nhỏ, bạn có đồ ăn gì ngon thế? Như quỷ em à. Thôi nào, anh chỉ nhìn một cái thôi mà. Ô tô đồ chơi này, anh thích đây. Anh thích cái này. Sao lại mất hết rồi? Về nhà mà lấy thêm đồ ăn cho tụi này đi anh bạn nhỏ, hiểu không? Nếu cần định bếp xếp với ai nhá, cậu sẽ biết tay đấy. Vịt con, cháu có sao không? Cháu ôi giời ơi, cháu yêu, sao hôm nay trông cháu vừa bộn thế này hả? Bà vịt, vịt con đã từng bị như thế này sao? Vâng, đúng thế, nên tôi rất lo lắng cho cháu nó. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp cháu tôi. Vịt con, cháu có thể nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra không? Cháu nếu mà định bếp xếp với người nào khác, cậu sẽ biết tay tụi này đấy. Cháu không sao ạ, cháu chỉ bị ngã thôi. Cháu đi về nhà đây. Cháu yêu, đợi bà đã. Vịt con thật là kỳ lạ. Tôi nghĩ cậu bé đang bị bắt nạt. Gì cơ? Chắc chắn có ai đó đã đe dọa cậu bé. Chúng ta phải điều tra chuyện này. Chúng ta phải theo dõi vịt con. Chúng ta sẽ có thể tìm ra được ai là người đã bắt nạt cậu bé. Trật tự nào.
Đằng kia kia. Đi con đi ra ngoài rồi. Hả? Chúng ta phải theo dõi cậu bé. Kem ngon đây, kem ngon một tặng một đây. Mất rồi. Mau xem cậu bé mang gì đến cho chúng ta. Đưa đây. Ngon quá. Vịt con ơi, mấy cái này được đấy. Này bạn nhỏ, lại đây. Anh nói là lại đây cơ mà. Tặng em này vịt con. Mau bỏ nó vào thùng rác. Dừng lại. Hãy để cô bé yên. Cảnh sát nhỏ, chạy đi. Này. Vẫn còn một thằng nhóc nữa. Không ai tìm được ta hết. Tôi có ý này. Tìm thấy rồi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Mấy đứa lên đồn cảnh sát với chú. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người bắt nạt các cháu, đừng sợ hãi, hãy nói điều này cho người lớn và nhờ họ giúp đỡ. Nếu các bạn không tìm đến sự trợ giúp, việc bắt nạt sẽ không bao giờ dừng lại. Các bạn có thể tin vào ba mẹ, thầy cô và thậm chí là cảnh sát nữa. Những người này sẽ giúp đỡ các bạn. Hãy dũng cảm lên nhé. Người lạ bám theo mình. Chào cậu nhé, con. Tạm biệt. Cậu bé đi một mình kìa. Xem ta sẽ bắt người thế nào đấy. Chú ơi, sao chú cứ đi theo cháu thế ạ? Ta đi theo cháu bao giờ? Con đường này của mình nhà cháu chắc. Ta có ý này. Giờ cậu bé sẽ không còn nhận ra mình nữa. Mình biết mà. Ta là tuyệt mà. Bà có sao không ạ? Cháu rất xin lỗi. Bà không sao. Sao bà ấy hành động kỳ lạ vậy? Hả?
là sói. Ôi không, hắn ta đang đi theo gấu con. Đi nào. Dừng lại, đang đèn đỏ. À, họ biến mất rồi. Ta sẽ bắt được cháu. Đầu của tôi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Bà ổn, cháu thật là tốt bụng. Hình như cháu từng gặp bà thì phải. Bà không nghĩ là chúng ta từng gặp nhau đâu. Tài bà nhỏ tóc. Mũi nhọn và răng sắc nhọn. Chú chính là người lúc nãy đi theo cháu. Giờ cháu đã biết ta là ai rồi. Ở đằng cháu kia. Cứu ơi. Đứng lại. Hôm nay làm đến đây thôi. Ai thế? Này, cẩn thận chứ. Thật may quá. Mình phải làm gì đây? Mình nên chạy tới chỗ đông người hay là trốn đi trước nhỉ? Thằng bé đâu rồi? Cháu trốn ở đây hả? Thật tội nghiệp, cháu lẽ ra nên đến một nơi đông người hơn. Đứng lại, cảnh sát đây. Không. Dừng lại. Có giỏi thì bắt ta đi. Dobby, hãy xem đây. Dobby. Chạy ra đi. Dừng lại ngay. Ngươi không thoát được đâu. Dừng lại ngay. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đi một mình trên đường rất nguy hiểm. Nếu các bạn nhận ra có người đang đi theo mình, cố gắng đừng hoảng sợ và phải giữ bình tĩnh. Nhanh chóng đến nơi đông người nếu có thể và kêu gọi sự giúp đỡ từ người lớn. Hãy nhớ những điều này nhé. Chiếc xe ma. Đèn xanh rồi. Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh thì đi. Chuyện gì vậy? Không có ai lái chiếc xe đó cả. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi vừa bị một chiếc xe ma đâm trúng ngay qua đường bên đây. Gì cơ? Một chiếc xe ma? Chúng tôi sẽ tới ngay. Hả? Anh ấy đâu rồi? Tôi ở đây. Hả? Bạn ấy thật là nguy hiểm.
Thật may mà bọn tôi cũng có vẻ cứng. Anh TT. Anh là người vừa gọi cho chúng tôi phải không? Vâng, đúng vậy. Tôi bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đâm trúng. Và các anh biết không, không có ai lái chiếc xe máy đó cả. Đấy là một chiếc xe ma. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Một chiếc xe ma ư? Tôi chắc chắn là có gì đó khả nghi ở đây. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Giờ chúng ta cần tìm ra chiếc xe đó trước. Dạ. Mọi phương tiện đều để lại dấu vết sau khi nó đi qua. Đây là vũng nước. Đây là dấu vết của lốp ô tô. Còn đây là dấu vết của xe máy. Tôi đã tìm ra manh mối. Hả? Chiếc xe đã đi lối này. Cú. Đi thôi. Hãy nhìn đằng kia kìa. Không thể tin được. Có ma thật kìa. Trên đời này không có ma thật đâu. Nhìn kìa, nó vừa rẽ vào chỗ kia. Nhanh lên. Ôi không, nó không thể đi xa được đâu. Cảnh sát đây. Ông rùa, ông có thể giúp chúng tôi đi theo chiếc xe máy đằng kia không? Được. Hãy bám chặt vào. Này ông rùa, chúng ta có thể theo kịp nó không? Dĩ nhiên là được rồi. Đi, đi nào. Đối này. Mông tôi đau quá. Chúng ta đang ở đâu đây? Là chiếc xe ma kìa. Dừng lại. Đấy là tắc kè. Cẩn thận đấy. Tắc kè, anh đã vi phạm luật an toàn giao thông. Anh đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đèn giao thông là tín hiệu để điều khiển giao thông. Đèn đỏ có nghĩa là dừng lại. Đèn xanh là đi. Và đèn vàng có nghĩa là đi chậm. Dù bạn là người lái xe hay người đi bộ, các bạn phải luôn tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông. Nếu không, chúng ta có thể dễ dàng gặp tai nạn. Hãy nhớ nhá. Ai là kẻ lái xe rắc rối? Ha 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 ha!
anh ấy thật là tuyệt vời. Có chuyện gì vậy? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là Châu đây. Đã có người đâm vào xe của tôi. Gì cơ, đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Anh Châu. Cảnh sát trưởng Labrador, anh nhìn đây này. Xe của tôi đã đỗ gọn ở chỗ này rồi, vậy mà vẫn có người quẹt phải được. Xe của tôi mới cứu luôn đây. Anh Châu này, anh có nhìn thấy ai đi qua không? Khi tôi bước ra khỏi xe, người đó đã đi mất rồi, tôi không thấy ai cả. Anh Châu đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Sau khi xem xét kỹ vết này, đây chắc chắn là vết do ô tô gây ra. Tôi tìm thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Khi hai xe ô tô va chạm, chúng có thể sẽ để lại vết sơn trên xe còn lại. Nhìn đây này. Đó hẳn là một chiếc xe màu vàng sáng. Một chiếc xe màu vàng sáng á? Tôi nhớ là chiếc xe đua của Báo Đốm có màu như vậy. Chẳng hẳn là Báo Đốm rồi. Chúng ta vẫn cần phải hỏi anh ấy trước đã. Tôi sẽ đi tìm anh ấy và hỏi anh ấy chuyện này. Báo Đốm đâu? Ra đây đi! Báo Đốm, cậu va vào xe tôi đúng không? Bình tĩnh nào! Anh Châu bình tĩnh trước đã! Tôi ư? Xe của tôi cũng bị va vào đây này! Cái gì? Xe của tôi trong xưởng cả ngày hôm nay, tôi thậm chí không lái nó! Nhưng hãy nhìn này! Trời ơi, xe của tôi! Tôi không biết chuyện đó. Vậy ai đã làm ra chuyện này? Chiếc xe bị va chạm ngay ở trong xưởng ư? Anh Báo Đốm, đây là con trai anh đúng không? Đúng vậy. Nó muốn trở thành vận động viên đua xe giỏi nhất thế giới. Dobby, hãy cho tôi xem bức ảnh xe của anh Châu. Đây này. Cả hai xe đều bị va chạm ở tầm thấp. Điều này không thể với những chiếc xe bình thường. Nhỡ như chúng bị va bởi những chiếc xe đồ chơi thì sao? Anh Báo, con trai của anh đâu? Tôi chưa thấy nó từ sáng đến giờ ấy. Ôi không, Báo con có thể đang gặp nguy hiểm. Cái gì cơ? Các cậu thật là chậm chạp, xem siêu vận động viên đuôi xe đây. Báo con, cẩn thận. Con yêu, con không sao chứ? Bà rất lo cho con đấy. Chúng ta tìm được thủ phạm rồi. Đó chính là Báo con. Báo con, cháu không được lái xe đồ chơi của mình ra đường như vậy. Cháu xin lỗi, cháu không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm khi lái xe đồ chơi ra đường.
các bạn có thể gặp tai nạn nữa đấy. Hãy luôn lái xe của mình ở nơi an toàn và luôn có sự theo dõi của bố mẹ nhé. Không được chơi ở bãi đỗ xe. Em tìm thấy anh rồi. Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Hả? Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con! Gà con ơi! Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu và cháu chơi trốn tìm ở đây, giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em trai cháu với à? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con, gà con ơi. Gà con. Hả? 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 Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi. Chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Chỗ kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2. Gà con. Gà con. Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con. Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên. Chúng ta đi nào. Gà con. Cẩn thận. Gà con.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe, vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe. Vì thế lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe, các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời, vì vậy có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng, vì chúng có thể đột ngột di chuyển. Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết. Bạn gấu koala mất tích. Bé vịt, bé thỏ, bé gấu koala. Gấu koala, bạn gấu koala đâu rồi? Hôm nay nóng quá. Dobby, cậu sẽ cảm thấy mát hơn nếu cậu thư giãn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là cô cựu trưởng mẫu giáo. Tôi bị lạc mất một bé học sinh, là bé Koala. Xin hãy giúp tôi. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay. Nóng quá. Cô cựu, cô phát hiện ra bé Koala bị mất tích từ khi nào? Khi tôi điểm danh các học sinh sau khi xuống xe thì phát hiện ra là đã lạc mất cháu bé. Tôi phải làm gì đây? Tôi hiểu rồi. Các cháu nhỏ, các cháu có nhìn thấy bạn Koala trên xe buýt không? Cháu có thấy ạ? Cậu Koala lúc nào cũng ngủ gật trên xe buýt ạ. Vậy chắc chắn cậu bé vẫn còn đang ở trên xe buýt. Hiện giờ xe buýt ở đâu? Xe thường được đỗ ở bãi đỗ xe sau khi đã đón và trả hết các cháu học sinh. Liệu cậu bé còn ở trên xe không? Chúng tôi sẽ tìm ra cậu bé, đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Đây là bãi đỗ xe của nhà trường. Bác tài xế bò chắc hẳn là đang ở gần đây. Thấy rồi, bác bò ơi. Bác bò. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà các anh nhầm người rồi. Tôi là Châu mà. Bác bò có mái tóc dài hơn tôi nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bác ấy có thấy đường để mà lái xe không nữa. Vậy anh có biết bác bò đang ở đâu không? Tôi không biết. Xe của bác ấy không có ở đây. Đây là lịch trình xe buýt của trường. Đây là biểu tượng của cửa hàng cắt tóc cây kéo vàng. Bác bò có lẽ là đi cắt tóc ở đây rồi. Đi nào. Nóng quá. Mình đang ở đâu đây? Mình không thể ra ngoài được. Cứu với. Có ai không? Đó là gấu Koala. Cậu ấy bị kẹt trong xe buýt. Ôi không, cậu bé bất tỉnh rồi. Chúng ta phải tới đó cứu cậu bé ngay. Ôi không, chúng ta bị kẹt rồi. Chúng ta phải chạy ngay. Đi nào.
Gấu Koala, hãy gọi xe cấp cứu ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các lái xe và các vị phụ huynh cần phải cẩn thận, không được để các bé ở lại trong xe một mình. Nhất là vào mùa hè, nhiệt độ trong xe có thể trở nên rất cao và sẽ gây nguy hiểm cho các bé. Và các bạn nhỏ cũng phải luôn chú ý để xuống đúng bến của mình. Nếu các bạn bị kẹt ở trên xe, hãy cố gắng tiến đến ghế lái và mở cửa xe hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy nhớ những quy tắc này nhé.